À, mình xin chào bà con nay mình xin giới thiệu cho bà con một căn nhà à, bám mặt đường tỉnh lộ à, có bề ngang là 10m chạy sâu 50m nha bà con à, trên đất là có một căn nhà xây kiên cố luôn thì từ vị trí đất của mình đây từ vị trí căn nhà này mà đi ra đường quốc lộ 14A thì nó chỉ có 1 km thôi À, khuôn viên à, mặt trước nhà được thiết kế để kinh doanh các mặt hàng nên à, rất là rộng nha bà con. À, thế đất âm nên à, chủ nhà thiết kế là một à, tầng trệt và một tầng hầm nha bà con. đây nhà có một tầng hầm à, mình đang đứng ở phòng à, ở phía tầng hầm nhìn ra phía sau nha bà con thì ở đây mình ghi cái hình ảnh bên à, phía tầng hầm cho bà con xem qua à, nhà đổ trần bê tông hết nha bà con à, theo như mình thì à, bà con nào mà quan tâm À, mua được cái lô đất này có căn nhà này thì về mình à, à, sửa sang lại cũng tương đối thôi hiện tại chủ nhà không có ở chủ nhà cho người ta thuê ở thôi à, có giếng nước bên trong nhà luôn nha bà con À, nhà này à, bề ngang mặt đường là 10 mét, hầu như là đã làm à, khép kính luôn nha bà con à, Chỉ có chạy sâu 50 mét thì à, có à, bờ rào bao quanh Nói chung là khuôn viên khép kính trong à, diện tích đất là 10 mét, à, chạy sâu 50 mét, à, đã làm bờ rào rõ ràng hết thì đất của mình đây là có sổ luôn nha bà con à, Có thổ cư đầy đủ à, Mình báo luôn cái giá cho bà con Là đất này chủ nhà đưa ra cái giá là 1 tỷ tư Thì ở đây mình thông tin cho bà con Thì à, bà con nào mà quan tâm thì à, liên hệ trực tiếp với mình Còn mua bán thì à, à, người mua người bán Thương lượng với nhau thôi À, mình xin nhắc lại, à, đất này là có bề ngang, à, giáp mặt đường tỉnh Lộ là bề ngang 10m, chạy sâu 50m à, Khuôn viên khép kính trên đất là có căn nhà, à, có tầng hầm luôn nha bà con à, Đất thuộc về xã Năm Nờ Giang, huyện Đắc Sông, tỉnh Đắk Nông từ vị trí nhà của mình mà đi ra đường quốc lộ 14A Đồng thời cũng là ngã tư Thì nó chỉ có 1 km Đi vô tới Ủy ban xã Theo đường tỉnh lộ Thì nó chỉ có khoảng 6 km Thì theo tuyến đường tỉnh lộ này Là nó liên thông qua các huyện nha bà con Thì đồng thời cũng là hai đầu đường liên thông ra quốc lộ 14A luôn À, từ vị trí đất này mà đi ra trung tâm huyện đồng thời cũng là thị trấn thì nó khoảng 10 km đổ lại nha bà con à, mà đi về thành phố gia nghĩa thì nó 27 km còn bà con nào ở hướng sài gòn lên tới đất này thì nó khoảng 260 km